Thật sự là chị luôn nói rằng là chị luôn muốn em
đẹp. Thật sự khi mà nếu mà mọi người có để ý trên Facebook hay là trên trang cá nhân của Hen thì mỗi lần mà Hen xuất hiện với nhiều mắt kính gọi là đẹp, cá tính và luôn cuốn hút thì là mắt kính lấy từ ánh đạn, từ Ashley nặng. Và Hen thật sự là cảm ơn chị rất là nhiều. Chị không chỉ là quan sát em mà chị còn muốn em trưởng thành. Không chỉ ở Việt Nam mà trên đường trường quốc tế. Thật sự là tình cảm chị dành cho em rất là lớn. Đây có thể là một cái niềm động lực cũng như là sẽ vươn lên và cố gắng trong cái thời gian training bây giờ và khi mà đi quốc tế sẽ mang cái niềm tự tin một cái người phụ nữ hiện đại của Việt Nam sẽ đạt được trường quốc tế. Em cảm ơn chị cũng như là tập đoàn đã dành một tình cảm đặc biệt dành cho em. Em chân thành cảm ơn. Your body.